Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, dự án Metro Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao sẽ được tổ chức nghiệm thu vào ngày 30 tháng 6 và khai thác thương mại trong tháng 7 năm 2024. Liên quan đến dự án này, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết tiến độ của toàn dự án hiện nay đạt 74%, riêng đoạn trên cao tiến độ đạt 99%, hiện chỉ còn công tác thi công đường nội bộ và cảnh quan khu vực depot. Đơn vị này cũng cho biết thêm, công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống đã hoàn thành đối với phần xây dựng, lắp đặt và thử nghiệm của dự án. Hiện chỉ còn phần đánh giá tính sẵn sàng của đơn vị vận hành.